Mấy tên đầu gấu này đang bắt nạt một nữ sinh, chúng đổ nước ngọt vào bát cơm rồi bắt cô ăn hết. Nữ sinh sợ hãi múc một thìa cơm rồi cho vào miệng. Đầu gấu vô cùng đắc ý, sau đó chúng hất cả khay cơm vào người cô. Tất cả mọi người đều im bặt. Lúc ấy có một nam sinh ngồi phía đằng xa. Này, mấy học sinh kia, trật tự chút đi, để tôi còn ăn chứ. Ăn phần của mày đi thằng béo. Sao phải tự dưng bắt chuyện với chúng ta nhỉ? Một đầu gấu cười trừ rồi đứng dậy, bước đến chỗ Pansu. Mày dám xen vào chuyện của tao ư? Có bản lĩnh thì tan học gặp nhau. Pansu đến như đúng hẹn, nhưng người đứng trước mặt đầu gấu là một đại ca xã hội đen. Còn chưa đợi hắn ta nói hết câu, mày dám đánh tao sao? Đúng vào vài ngày trước, anh vẫn là một tên hèn nhát bị bắt nạt trên sân thượng. Trùm trường bắt anh trèo lên kia lấy đôi giày. Jong Hyun không cẩn thận trượt chân ngã. Thế là anh trao đổi linh hồn với đại ca xã hội đen Pansu. Giang Pansu là CEO của tập đoàn lớn, có vợ là một siêu mẫu chân dài, ra cửa có đàn em đưa đón. Một hôm anh bị xe rác chắn giữa đường, lúc đang nghe điện thoại thì bị Jong Hyun rơi trúng đầu. Khi tỉnh dậy thì đã trong bệnh viện. Sau đó một ông chú xông từ đâu đến, nói mình là bố của anh. Ai là con trai ông chứ, bố tôi mất sớm rồi. Thế là anh bước đến trước gương, phát hiện mình biến thành người khác. Pansu không thể chấp nhận sự thật. Về đến nhà, bà vợ cũng phải giật mình vì xuất hiện một thằng béo ở nhà. Anh vội vàng giải thích chồng em đây mà, nhưng vợ anh căn bản không tin, còn rút kiếm ra định chém anh. Sau đó anh bị bảo an bắt. Pansu không cam tâm, đường đường là một CEO mà lại ra nông nỗi này. Thế là anh tìm đến cơ thể của mình rồi nhảy thật mạnh lên, định dùng cách này để lấy lại linh hồn của mình. Nhưng lại bị đàn em của mình phát hiện, hết cách Pansu đành phải theo bố của Jong Hyun về nhà. Ngày hôm sau, Pansu tan học đưa Hyun Jung về nhà. Đúng lúc gặp được mẹ của Hyun Jung là bà Mi San. Pansu nhìn thấy bà thì vô cùng ngạc nhiên, bởi vì bà ấy là mối tình đầu hồi cấp 3 của anh. Pansu không khống chế được tình cảm của mình, trực tiếp gọi tên của bà. Một đứa nhóc con dám gọi tên người lớn như vậy sao? Không phải tên ai cũng có thể tự tiện gọi như vậy đâu. Bà Mi San tức giận vì anh thiếu lễ phép, cũng may là anh chạy nhanh. Đến khi bình tĩnh lại, anh nhớ lại kỷ niệm lúc trước ở cùng với bà Mi San. Lúc đó vì sự nghiệp nên anh đã bỏ rơi cô để làm con rể nhà người ta, trở thành CEO tập đoàn. Hiện giờ Mi San đang sống một mình, còn có một cô con gái. Lẽ nào Hyun Jung là con gái của anh sao? Anh cố nắm lấy một lọn tóc của Hyun Jung, sau đó đi kiểm tra DNA. Hyun Jung thật sự là con gái của anh. Cùng với niềm vui ấy, anh nhớ lại chuyện hôm nay. Để con gái không bị bắt nạt, anh quyết định rủ Hyun Jung đi tập gym với mình. Trải qua hơn một tháng tập luyện, Pansu từ một tên mập biến thành soái ca vạn người mê, đi đến đâu là gái bu theo đến đó. Giờ ăn cơm trưa, hai đầu gấu đụng phải Hyun Jung, nhưng chúng không biết rằng cô không còn là Hyun Jung của ngày xưa nữa. Mi San đặc biệt nấu một bữa cơm, cảm ơn Pansu mấy ngày nay đã giúp đỡ con gái mình. Bà cũng nhắc đến bố của Hyun Jung, vừa nhắc đến tên đó cô lại hối hận. Sao lại hối hận? Bởi vì không giết chết hắn. Đúng lúc ấy, một người đàn ông uống rượu say nên đã động chân động tay với Mi San. Pansu lập tức đứng dậy ra mặt. Thấy tình đầu của mình bị bắt nạt, anh nào có để cho chúng yên, một mình anh có thể chấp tất cả chúng. Một đấm một tên, hai đấm hạ hai tên, ba đấm hạ ba tên. Cũng may bà Mi San ngăn lại. Ngày hôm sau, Pansu hẹn bà đi uống cà phê. Pansu nói hết mọi chuyện với bà, nhưng bà căn bản không tin việc linh hồn con người có thể đổi cho nhau. Nói xong thì bà bỏ đi, nhưng lại bị Pansu kéo tay lại. Tất cả mọi người trong quán đều không dám tin, một phụ nữ trung niên lại bị học sinh cấp 3 cưỡng hôn. Bên cạnh đó, Hyun Jung được một cậu bạn mời tiệc sinh nhật. Cậu ta nói với cô, gọi cô đến đây là vì cô rất dễ bị bắt nạt. Nói xong, liền đổ hết bình rượu lên đầu Hyun Jung. Còn bị cả đống nam sinh vây quanh người. Trong lúc nguy cấp, Pansu xuất hiện. Anh không muốn chấp mấy thằng chầu tre này, bởi vì anh là đại ca xã hội đen, hiện giờ đang hoán đổi linh hồn với Jong Hyun. Đang chuẩn bị đưa Hyun Jung rời đi, tên kia liền lập tức kéo Hyun Jung lại, còn không ngừng khiêu khích anh. Xem ra tối nay không đánh nhau thì không về được rồi. Pansu không còn cách nào là phải ra tay. Ngày hôm sau, Pansu nhận được lời tỏ tình của Hyun Jung. Pansu nghe vậy thì vô cùng tức giận, bởi vì cô là con gái ruột của anh mà. Về đến nhà, Hyun Jung kể chuyện mình tỉnh tò với Pansu cho mẹ nghe. Bà Mi San nghe vậy lại càng điên tiết hơn. Bà cật lực phản đối, nhưng không biết phải nói thế nào. Ngày hôm sau, Mi San tìm đến Pansu. Anh đã khiến cuộc sống của hai mẹ con bà loạn hết lên rồi, giờ thì anh vui chứ? Pansu vội vàng giải thích mình chỉ muốn giúp con gái thôi. Đúng lúc ấy Hyun Jung cũng xuất hiện. Pansu không do dự nói thẳng, người tôi thích là mẹ cậu chứ không phải cậu. Hyun Jung ngơ ngác, mẹ của mình lại tranh giành một người đàn ông với mình ư? Nói xong liền tức tốc bỏ đi. Jong Hyun ở bệnh viện cuối cùng cũng tỉnh, anh về nhà tìm bố, liền dọa ông hú vía một phen. Cũng may Pansu kịp thời về nhà, anh giải thích việc mình trao đổi linh hồn với Jong Hyun.
Sau đó anh đưa theo Jong Hyun đến quán ăn của bà Mi Sun. Đúng lúc ấy, một đám côn đồ tìm đến, biết Pan Su đã tỉnh nên chuẩn bị cho anh một trận. Jong Hyun nhát như cái nấp sau người Mi Sun. Pan Su biết rằng hôm nay không dạy cho chúng một bài học thì lần sau vẫn sẽ xảy ra chuyện này. Một lần nữa anh lại có dịp thể hiện kỹ năng. Mặc dù Pan Su có võ, nhưng do số lượng quá đông, cuối cùng anh vẫn bị chúng bắt. Trong lúc nguy cấp ấy, Mi Sun lôi theo bình ga to ra ngoài ư. Bà vặn van ga ra, kêu họ mau mau cút đi, nếu không đừng mong bước ra khỏi cái nhà này. Đám côn đồ thấy vậy thì thi nhau bỏ chạy. Ngày hôm sau, bố vợ của Pan Su điều tra ra chân tướng anh bị hãm hại, thì ra con gái của mình lại cấu kết với người ngoài để lấy hết toàn bộ số tài sản của ông chuẩn bị để lại toàn bộ tài sản cho anh. Ngoài biệt thự, Pan Su đeo tai nghe điều khiển Jong Hyun. Anh bước vào nhà, bà vợ siêu mẫu bắt đầu giở chiêu, nói anh ta lén lút sinh con gái bên ngoài. Bố vợ nghe vậy thì giật mình, chuyện quần đùi gì xảy ra vậy? Tai nghe đúng lúc quan trọng thì lại mất tín hiệu. Hết cách, Dong Hyun đành nói hết sự thật. Sống với những người thân yêu thì không gì hạnh phúc hơn cả. Cứ như vậy, Pan Su nói mình sẽ bỏ hết tài sản. Hai người gặp nhau bên ngoài. Dong Hyun tưởng rằng lần này nhất định sẽ bị đánh, nhưng Pan Su lại không nói gì mà ôm chặt lấy anh. Vợ của Pan Su vô cùng tức giận, cô phi xe định tông chết anh. Sau đó Pan Su được đưa đến bệnh viện. Bỗng nhiên linh hồn hai người một lần nữa hoán đổi cho nhau. Vài ngày sau, Jong Hyun đến lớp thì phải ngạc nhiên, bạn cùng lớp thay đổi 180 độ với anh. Hyun Jung cũng trở thành bạn gái của anh. Pan Su và Mi Sun trở về bên nhau. Tình yêu và tiền bạc chỉ có thể chọn một thứ, bạn sẽ chọn thứ nào đây? Hãy để lại comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.